số kỹ thuật, và quan trọng nhất là kiểm tra cái vòng quay của cái super lăn này và của cái motor của chúng tôi đang lắp ráp cho một bộ combo như thế này. Có một số khách hàng á là nói cái dòng tua của cái super lăn khi mà chạy cái nền bánh FIS của tôi á không đảm bảo về cái số dòng tua, nên hôm nay tôi muốn chứng minh cho mọi người mà rằng một điều là cái nền FIS này với một cái thiết kế của Famit thì sẽ đảm bảo được vòng tua và cái tốc độ quay của cái super lăn 80 này vẫn đảm bảo được cái yếu tố kỹ thuật. Thì trước tiên tôi giới thiệu sơ bộ cái thông số kỹ thuật của cái super lăn 80 này. Thì cái chỉ số dòng tua của chúng ta là 1850 là đạt công suất max của cái super lăn này, đúng chưa? Thì chúng ta chỉ quan tâm con số này thôi. Con số dòng tua này chúng tôi sẽ kiểm tra trên bằng cái hệ thống cái máy đo vòng tua này ha. Trên thị trường có rất nhiều đơn vị bán, nhưng mà tôi chọn cái máy này cũng tương đối là chính xác. Tôi sẽ đo cái số vòng tua khi mà cái hệ thống máy của tôi hoạt động để chứng minh cho mọi người điều là cái bộ nền FIS của chúng tôi sẽ đảm bảo được cái số vòng tua đúng như kỹ thuật. Bây giờ tôi nói sơ về tất cả các cấu tạo của cái nền này. Thứ nhất là tôi chạy motor 7.5 HP là tương đương với 550 kW, đúng chưa? 5.5 kW, motor 3 pha. Pulley của motor này là 1/2. Cái hệ trục bánh đà của chúng tôi gồm có 3 pulley, 1, 2, 3. Thì tất cả 3 pulley này đều cùng thông số nhau là 1/8, là 180mm. Tiếp theo là cái pulley của cái super bê lăng. Thì cái pulley này á, là nó mặc định của nhà cung cấp, và trong cái máy này nó có sẵn luôn là 1/5, là 150mm. Thì sau đây á, tôi sẽ cho bộ máy khởi động. Tôi sẽ tính đo cái dòng tua bằng cái máy này như thế này. Tôi sẽ đánh dấu một điểm, mọi người thấy chưa? Khi tôi khởi động để cho cái tia laser này nó quét qua để mình đếm được cái số vòng. Ở đây cũng vậy. Và cái pulley motor cũng tôi cũng vậy. Mọi người thấy rõ ràng đúng không? Thì bây giờ tiếp theo tôi sẽ cho máy hoạt động. Chỉ số vòng quay của cái motor này á là 1440, là do dòng điện của chúng tôi nó hơi mạnh á thì nó lên 1500 bình thường. Cái vấn đề đó không vấn đề gì. Nhưng mà cái dòng tua này là đúng là 1450. Thì giờ tiếp theo tôi sẽ đo cái vòng tua của cái super lăn này là nó đạt bao nhiêu nha. Đây nó nè. Chúng tôi đã quay cái dòng tua là tính ra được á là 1811. Thì nó sẽ đảm bảo được cái thông số, nó sẽ đảm bảo được cái thông số kỹ thuật của cái super lăn này nhà cung cấp đã đưa ra. Để tôi giải thích thêm về vấn đề mà một số vị khách hàng á là đánh giá về nếu mà chạy qua một cái hệ thống bánh đà của chúng tôi, cái nền FIS này thì cái hai cái súp này không đủ công sức để sản sinh ra một lượng khí của nhất định của nhà cung cấp. Thì chứng minh một điều rằng nếu mà trường hợp là cái lượng khí ra yếu thì cái dòng tua này nó sẽ yếu. Nếu cái lượng khí ra yếu thì bắt buộc cái dòng tua này nó sẽ chậm lại, thì nó sẽ sản sinh ra khí là không ok. Còn trường hợp mà chúng tôi đã chạy đúng một dòng 1800, đúng không? Đúng 1800 so với cái thông số kỹ thuật của cái nhà cung cấp này đưa ra 1850, thì chúng tôi đã chạy được 1811. Thì đương nhiên là cái lượng khí của cái máy này sản xuất ra là đủ để đảm bảo được cái vấn đề khí thổi ra là đủ chứ không thiếu. Tại vì cái dòng tua của chúng tôi á là đã đạt được cái đúng như cái công suất của cái motor này, của cái super lăn này rồi, nó đạt được 90% so với nhà cung cấp. Cái lượng dòng tua 1800 á là tính cái lượng mát cho cái công suất này. Thì mình chạy cái dòng tua này á thì cái máy của mình sẽ đảm bảo được kỹ thuật sau này á là chạy được tốt hơn.
nếu mà các bạn chạy theo đúng cái dòng tua này hoặc là nhiều hơn á thì máy chúng ta dễ bị hư, dễ bị phá đồ trong quá trình mình vận hành. Thì các bạn xem và tham khảo và chia sẻ với chúng tôi có những thông tin tốt nhất. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.